This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Vietnamese. Đây là Đài Phát thanh Thái Lan, phát thanh hàng ngày từ thủ đô Bangkok vào hồi 12:30 tới 12:45 theo giờ quốc tế, tức 19:30 tới 19:45 theo giờ địa phương, trên tần số 9.390 kHz. Xin mời quý vị đón nghe. Xin kính chào quý vị thính giả, hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 8 năm 2023. Chương trình hôm nay do Mạnh Hùng thực hiện. Sau đây mời quý vị nghe các tin đáng chú ý trong ngày. Nội các đã thông qua dự thảo tuyên bố chung của ASEAN về các đối tác đối thoại, tăng cường hợp tác trong các vấn đề quan trọng toàn cầu. EEC tiếp tục mở rộng mạng lưới quyền lực phụ nữ, sẵn sàng phát huy vai trò của phụ nữ để kết nối lợi ích của việc phát triển EEC với cộng đồng ở mọi khía cạnh. Văn phòng EEC thúc đẩy khía cạnh phát triển sản phẩm cộng đồng, phát triển các sản phẩm cộng đồng nguyên mẫu trong khu vực EEC thông qua logo EEC lựa chọn. Tổng cục Du lịch Thái Lan tổ chức lễ hội Amazing Thái Lan 2023, chiêu mộ đội quân quyền lực mềm Thái Lan để phục vụ trải nghiệm tuyệt vời tại Sydney, thủ đô Australia. Bản tin do Parami Sáng Suvan biên soạn, sau đây là phần nội dung chi tiết. Hội đồng Bộ trưởng đã thông qua dự thảo văn kiện và dự thảo tuyên bố chung giữa ASEAN và soạn thảo kế hoạch công tác về môi trường và khí hậu giữa ASEAN và Hoa Kỳ bằng cách soạn thảo một tài liệu khái niệm cho sáng kiến môi trường mới giữa ASEAN và Nhật Bản, cam kết giải quyết ba cuộc khủng hoảng lớn toàn cầu: biến đổi khí hậu, ô nhiễm và đa dạng sinh học, sẵn sàng triển khai các sáng kiến trong kế hoạch chiến lược khí hậu và môi trường ASEAN. Ngoài sáng kiến hợp tác môi trường ASEAN-Nhật Bản và kế hoạch hành động châu Á-Nhật Bản về biến đổi khí hậu 2.0 mỗi ngày trong kế hoạch công tác ASEAN-Mỹ về môi trường và biến đổi khí hậu, thúc đẩy hợp tác về tăng cường năng lực của các quốc gia thành viên ASEAN trong hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, cùng với dự thảo kế hoạch hành động ASEAN về quản lý các loài ngoại lai xâm hại. Nó sẽ cung cấp một khuôn khổ hợp tác chiến lược nhằm quản lý và giảm thiểu tác động của các loài ngoại lai xâm lấn trong khu vực ASEAN. Ngoài ra còn có dự thảo kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy doanh nghiệp vì kinh tế cơ sở ở ASEAN 2023-2027 ở cấp quốc gia và khu vực, tập trung vào sự phát triển của công chúng bằng cách đặt con người vào trung tâm của cộng đồng để giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dự thảo tuyên bố nội các của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 10, tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và soạn thảo tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Y tế ASEAN lần thứ nhất bằng việc soạn thảo tuyên bố chung AFMGM lần thứ 10 nhằm thúc đẩy hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và văn hóa nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN, cũng như thúc đẩy sự ổn định tài chính bền vững trong khu vực. Đối với dự thảo tuyên bố chung AFHMM, đây là sự hợp tác giữa các cơ quan tài chính và y tế công cộng, tăng cường năng lực y tế công cộng trong khu vực và chuẩn bị đối phó với dịch bệnh sau COVID-19, cả bệnh truyền nhiễm tái phát và bệnh truyền nhiễm mới nổi. Nội các cũng đã thông qua dự thảo tuyên bố chung cho cuộc họp Hội đồng Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN lần thứ 30, được thông qua Bộ trưởng Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người, hoặc người đại diện được chỉ định làm trưởng phái đoàn Thái Lan tại cuộc họp Hội đồng Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN lần thứ 30. Tin khác, Ủy ban Chính sách Hành lang Kinh tế Phía Đông, hay viết tắt là EEC, đã tổ chức hội thảo nhằm tăng cường mạng lưới quản lý môi trường cộng đồng và giám sát việc sử dụng đất theo kế hoạch EEC hoặc quyền lực của phụ nữ EEC, cùng với việc giải thích
tiến trình của EEC và đưa ra hướng dẫn về vai trò của phụ nữ EEC trong việc thúc đẩy cải thiện chất lượng cuộc sống và kinh tế cộng đồng. Bà Satpraon Niyom, Phó Thống đốc tỉnh Sạ Sương Sao, vinh dự có bài phát biểu chào mừng và đưa ra phương hướng phát triển tỉnh Sạ Sương Sao nhằm hỗ trợ sự phát triển của EEC. EEC đã triển khai quyền lực phụ nữ EEC từ năm 2020 để cho phép các nhóm phụ nữ trong EEC tham gia và trở thành một cơ chế quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết về EEC cũng như tham gia mạng lưới trong EEC, phù hợp với các yêu cầu trong kế hoạch sử dụng đất và quản lý môi trường của EEC. Có khoảng 600 phụ nữ EEC ở 3 tỉnh. Mục tiêu của năm nay là mở rộng mạng lưới đến nhiều tiểu huyện hơn. EEC là cơ chế chính trong việc gắn kết lợi ích của việc phát triển EEC với người dân và cộng đồng trong khu vực, như phát triển sản phẩm cộng đồng, du lịch cộng đồng để tạo ra các cơ hội thị trường và phân phối thu nhập, nâng cấp cộng đồng lên cộng đồng carbon thấp để phát triển bền vững, v.v. Tỉnh Sạ Sương Sao là tỉnh đầu tiên của EEC được kết nối từ Bangkok mà chính phủ đặt mục tiêu trở thành một thành phố đáng sống, hỗ trợ mở rộng từ Bangkok. Tỉnh đã đặt mục tiêu phát triển 5 năm từ 2023 tới 2027, trở thành thành phố đáng sống, hấp dẫn tham quan, hấp dẫn đầu tư, phát triển thành thành phố thông minh và đưa tỉnh phát triển thịnh vượng, nhưng phải đi đôi với việc tạo sự cân bằng về không gian để tránh xung đột. Đặt mục tiêu thay đổi từ thành phố này sang thành phố khác là điểm đến của du lịch và người dân, để tạo thu nhập bền vững cho người dân địa phương. Vì Sạ Sương Sao có tiềm năng, EEC là lực lượng quan trọng trong việc tạo ra nhận thức đúng đắn và tiến bộ. EEC mang lại lợi ích mà người dân sẽ nhận được từ sự phát triển. Đó là quyền giám sát và giám sát việc sử dụng đất theo các yêu cầu trong kế hoạch EEC và quan tâm đến môi trường. EEC sẽ thu hút một mạng lưới hợp tác từ nhiều lĩnh vực khác nhau đến hỗ trợ phát triển kinh tế cộng đồng, liên kết du lịch cộng đồng và yêu cầu các cộng đồng vững mạnh hỗ trợ các cộng đồng ở thượng nguồn để cùng nhau phát triển. Tin khác, Văn phòng Ủy ban Chính sách của Khu Phát triển Đặc biệt Miền Đông hay viết tắt là EEC, một dự án chọn lọc các sản phẩm cộng đồng nguyên mẫu để tăng thêm giá trị và nâng cao bản sắc, tạo ra giá trị gia tăng thông qua các liên kết trong tất cả các kiểu, nâng cấp sản phẩm địa phương từ phát triển bền vững trong khu vực EEC, huy động chuyên gia xác định tiêu chí lựa chọn để chứng nhận sản phẩm thông qua logo EEC. Đây sẽ là một cơ chế quan trọng khác nhằm phát huy giá trị và giá trị gia tăng cho sản phẩm thông qua việc áp dụng công nghệ hoặc đổi mới thích hợp để phát triển và mở rộng sản phẩm trong các lĩnh vực ở nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm việc tăng cường các kênh phân phối và phát triển mạng lưới cho các doanh nhân từ thượng nguồn đến hạ nguồn để phát triển bền vững. Đối với các loại sản phẩm có thể được lựa chọn để cấp chứng nhận EEC Select phải là sản phẩm thực phẩm hoặc sản phẩm phi thực phẩm từ khu vực phát triển đặc biệt miền Đông, được sản xuất tại các tỉnh Sạ Sương Sao, Chonburi và Rayong, phản ánh sự nổi bật của khu vực EEC và phù hợp với chính sách phát triển hoạt động kinh tế hiện đại và thân thiện với môi trường mà EEC coi trọng. Và văn phòng EEC sẽ tham quan thực tế khu vực để lựa chọn sản phẩm nổi bật tham gia dự án và được xem xét theo các tiêu chí do hội đồng quản trị đề ra, được xem là trên 5 khía cạnh, đó là các yếu tố sản xuất, quy trình sản xuất, sản phẩm, tiếp thị và tạo ra giá trị bền vững. 5 tiêu chí này sẽ phản ánh quá trình sản xuất xuyên suốt chuỗi giá trị của các sản phẩm được lựa chọn ở nhiều khía cạnh khác nhau và sẽ là người đại diện kể câu chuyện về sự phát triển của khu vực và cộng đồng trong EEC, được trang bị nguyên liệu cho sản xuất, nhân sự và có thể kết nối lợi ích giữa xúc tiến đầu tư và phát triển cộng đồng một cách cụ thể. Đối với các sản phẩm cộng đồng, các nguyên mẫu được chọn sẽ nhận được chứng nhận sản phẩm thông qua logo EEC Select và sẽ có cơ hội phát triển tiềm năng sản phẩm, tăng kênh phân phối và củng cố cộng đồng thông qua việc trở thành một phần của mạng lưới doanh nghiệp mạnh mẽ. Đây sẽ là một phần trong việc thúc đẩy tiềm năng của các cộng đồng ở khu vực phát triển đặc biệt phía Đông. Tin khác, gần đây, Tổng cục Du lịch Thái Lan tổ chức lễ hội Amazing Thai 2023 tại Sydney, nhà ga hành khách nước ngoài ở trung tâm Sydney, Liên bang Úc, với sự hợp tác từ đoàn Thái Lan, bao gồm Tổng lãnh sự quán Hoàng gia Thái Lan tại Sydney
Văn phòng Xúc tiến Thương mại Quốc tế tại Sydney, Văn phòng Tư vấn Nông nghiệp nước ngoài tại Canberra, người điều hành nhà hàng Thái Lan, kinh doanh du lịch và các cơ quan đối tác. Tổ chức sự kiện Amazing Thailand 2023 là cơ hội tốt để nâng cao nhận thức và quan hệ công chúng. Năm du lịch Thái Lan 2023 theo chiến lược du lịch Thái Lan năm 2023, những chương mới tuyệt vời. Tổng cục Du lịch Thái Lan cam kết thúc đẩy du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến Thái Lan để khám phá một góc nhìn mới về du lịch Thái Lan, đặc biệt là du lịch trải nghiệm sẽ giúp truyền cảm hứng, nạp lại năng lượng, thêm ý nghĩa cho một chương trình của cuộc sống thông qua các sản phẩm và dịch vụ du lịch, bao gồm quyền lực mềm của Thái Lan và du lịch có trách nhiệm nhằm nâng cao hình ảnh du lịch Thái Lan dưới thương hiệu Amazing Thailand trở nên vững mạnh và bền vững. Tại sự kiện, Tổng cục Du lịch Thái Lan đã tạo ra không khí lễ hội theo chủ đề lễ hội Festival truyền thống của Thái Lan, được trang trí bằng cờ, đèn lồng và cà thôn đầy màu sắc, sẵn sàng thành lập khu vực mô phỏng không khí của các địa điểm du lịch đẹp, nổi bật như bãi cát, bờ biển Thái Lan, trước khi tạo hứng thú cho du khách thông qua soft power, tức quyền lực mềm, dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có cả biểu diễn múa dân gian, các tiết mục biểu diễn văn hóa Thái Lan bốn miền như các điệu múa khốn, múa Nora, sương y sản, múa trống dài và chương trình biểu diễn võ thuật Muay Thai đặc sắc, di sản văn hóa độc đáo. Đối với thị trường du lịch Australia là thị trường du lịch chất lượng có ý nghĩa không nhỏ tới tốc độ tăng trưởng của thị trường trong thời gian tới. Theo thống kê năm 2022, Thái Lan có cơ hội đón hơn 336.688 du khách Australia. Tính đến ngày 31 tháng 7, 2023, có 385.100 du khách Úc đến du lịch Thái Lan, tương đương 85% số liệu thống kê năm 2019. Trong khi 5 điểm đến phổ biến nhất ở Thái Lan đối với khách du lịch Úc lần lượt là Bangkok, Phuket, đảo Samui, Pattaya và Krabi, thị phần lớn trong số đó là gia đình du mục và ý thức về sức khỏe, đồng thời là nhóm khách du lịch chất lượng, có ý thức về du lịch có trách nhiệm và bền vững, cùng với chiến lược phục hồi ngành du lịch trong năm du lịch Thái Lan. Tổng cục Du lịch Thái Lan đặt mục tiêu kích thích thị trường du lịch Australia đến thăm Thái Lan thêm 522.000 lượt người vào cuối năm nay. Quý vị vừa nghe xong chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Thái Lan. Chương trình hôm nay do Mạnh Hùng thực hiện. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị cũng vào giờ này ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt. That concludes our broadcast in Vietnamese. This program can be heard from 1800 to 1815 Bangkok time or 1100 to 1115 GMT.